Xin chào toàn thể anh chị em và các bác đã quay trở lại với kênh Vua Công Suất. Video ngày hôm nay lại tiếp tục review cho các bác sản phẩm để bãi hai kênh thương hiệu lớn DK Ranking, một cái thương hiệu của Anh Quốc, chất âm hay mà công suất đạt là 600W một kênh, trợ kháng là 8 ohm, máy clutch hát, chất âm hay sáng tiếng. Và cái dòng đẩy này thì tuyển chọn cho các bác là rất là đẹp và cái mức giá rất là phải chăng các bác nhá. Chỉ nhìn hơn khoảng hơn 2 triệu đồng cho một chiếc đẩy bãi đẹp chất lượng như này. Sau đây thì em sẽ quay chi tiết về nội ngoại thất của cái dòng đẩy này. Thì các bác cũng có thể thấy là cái mẫu đẩy công suất này về cái vỏ của nó thì đang còn khá là đẹp đúng không ạ? Sau khi đã vệ sinh, sau đây vệ sinh cái lô đẩy này thì gần như là không có một chiếc đẩy nào bị lỗi các bác nhé. Dòng đẩy này phải nói là cái độ bền khá là cao. Vì hàng bãi nhưng đây là hàng chính hãng, hàng chuẩn xịn chính hãng thì chất lượng linh kiện của nó tốt mà cái độ bền của nó sẽ khá là cao. Đây là DK Ranking MK600. Và bên trong nội thất của cái mẫu đẩy này, một lát nữa thì em sẽ test thử chất âm của cái dòng đẩy này cho các bác nhé. Mẫu đẩy công suất mạch clutch hát, nó sẽ có bù áp mà cái dòng này thì nó đạt ngưỡng công suất là 600W một kênh ở trợ kháng là 8 ohm. Hệ sò mà máy chạy là sò trường NDV kép, và tụ lọc ở đây là những quả tụ lọc KIOI 6024. Mã tụ lọc này thì dung lượng của tụ là 10.000mi và là tụ 71VDC, 8 quả tụ lọc. Thì các bác có thể thấy là bên trong bên mạch của nó thì đang còn rất là sáng đúng không ạ? Cái dòng đẩy này là phải nói là những cái lô mà bóc phòng hát như thế này thì chất lượng của nó đang còn khá là cao. Với cái dàn tụ như này thì các bác cứ yên tâm sử dụng lâu dài. Và phía đằng sau của cái mẫu đẩy này thì nó sẽ đầy đủ các cái chức năng cho các bác, như là các cái cần gạt về cái chế độ đánh độc lập stereo parallel và chế độ cầu, có nghĩa là dồn kênh để các bác có thể là sử dụng cho một quả sút đơn 40-50. Phía đằng sau của nó thì có cả in mây rồi mã vạch rồi mã QR code để các bác check tìm ra nhà hãng, được chưa ạ? Sản phẩm là cam kết là zin nguyên bản, các bác nhận hàng có thể là mở ra kiểm tra và thử hàng. 600W một kênh mạch clutch hát. Cài yêu thương quá tươi ngỡ môi em cười chui đón chào khách từ ngàn phương. Thì các bác nhá, các bác cần test kỹ hơn nữa thì có thể là nhắn Zalo cho em, em sẽ gửi video test chi tiết hơn cho các bác. Sản phẩm thì em đang kết hợp cùng với một chiếc vang số DK Ranking DK 9000, đó chiếc vang bãi. Chiếc vang này thì có giá là 1.350.000 đồng cộng với cục đẩy công suất DK Ranking MK 600, 600W mạch clutch hát, có mức giá là 2.600.000 đồng giá tại cửa hàng các bác nhé. Đó, số lượng thì không có nhiều đâu. Các bác quan tâm đến các mặt hàng của DK Ranking thì có thể liên hệ đến số điện thoại cửa hàng 0982 580 959 để tìm hiểu sâu hơn và chi tiết hơn về cái sản phẩm và các cái mã sản phẩm hàng bãi bên cửa hàng. Nhận hàng thì các bác được kiểm tra và thử hàng. Đó, nhà em thì sẽ giao hàng toàn quốc. Rồi em xin được cảm ơn các bác đã xem video nhé. Các bác đừng quên bỏ ra một vài giây ủng hộ em bằng một like nhé. Và bác nào mới xem kênh thì có thể là đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo bên phía dưới màn hình. Đó, đăng ký kênh ở dưới này để không bỏ lỡ các cái video mà bên cửa hàng giới thiệu các cái sản phẩm mới cập bến, đó mới vừa về. Rồi, em xin được cảm ơn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em và các bác.